Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thăng Ba Yogi Hàng Năm. Mình là Minh Trí. Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số skin mới ra ở bên server Trung Quốc, cũng như là những lá bài mới nhất được cập nhật tại server Trung Quốc. Chúng ta cùng xem nhá. Bắt đầu mình sẽ mở về skin trước. Chúng ta sẽ vào mục thời trang. Như vậy là hiện tại ở bên Quốc nó đã cho chúng ta mở những loại avatar mới. Đây là những avatar rất ngộ nghĩnh và dễ thương tất cả các bạn. Avatar của Pikachu rất đáng yêu. Avatar của nhân vật Bandicoot. Bên này là nhân vật Haga. Đây là Marco. Đây là người sở hữu con bay khủng long mà mình không nhớ tên được. Đây có lẽ là Bakura. Bakura lương thiện. Đây là nhân vật Mai Vantai của chúng ta. Chúng ta cần 500. Không biết cái điểm gì đây. Đây là Ichizu nha. Ichizu rất là cool guy và đáng yêu tất cả các bạn. Junji cũng như vậy. Còn đây là Yugi và cái ba. Chúng ta sẽ xuống phần review về skin nhá. Đây là bài thiên sứ này. Ở Việt Nam đó là con bài thiên sứ sáng ngà. Mình sẽ sang phiên bản Việt Nam để mời cho các bạn xem lại bài đó nhá. Chúng ta sẽ tìm bộ bài thiên sứ. Đâu đây nhỉ? Đây là con bài thiên sứ sáng ngà Super Bia với 2-9 attack và 2-4 death. Đây là skin của nó nha các bạn. Đây là skin của kỳ dị tảnh chính sắc. Vì mình chơi bộ bài của Junichi nên mình được mở những lá bài này. Là bài này cũng thuộc bộ bài của Unity nên chúng ta có thể mở được. Các bạn thấy đây, một số lá bài thì mình không biết được là bài gốc của nó nhá, vì chúng ta không thể kích ra được thông tin của nó. Đây là bài kỳ dị không đầu. Nếu như các bạn chơi liên minh điện thoại thì các bạn sẽ thấy rằng nó là khá giống như một skin của Hecarim. Đây là một nữ phù thủy không đầu. Đây là một lá bài của Unity nha các bạn. Còn đây là con bài mà đó là kiếm sĩ lửa xanh, một con bài của Unity. Vì mình chơi bộ bài của Unity nên những lá bài của Unity là chúng ta sẽ được mở, nhưng mình không muốn nha. Đây là con bài chủ tử rồng. Đây cũng là con bài chủ tử rồng. Đây là nữ phù thủy áo đen. Đây có lẽ cũng là nữ phù thủy đen. Đây là con bài của Bakura, một con bài mà khi nó chết nó có thể điều khiển rối. Chúng ta sẽ sang phiên bản Việt Nam để xem là bài đó nhá. Đây chính là con bài hình như hắc ám. Khi nó chết nó sẽ tạo ra một ý chí để điều khiển rối. Đó là con bài của Bakura nha các bạn. Đây có lẽ cũng là một skin của lá bài vừa rồi. Đây là skin của con bài thiên sứ sống sinh, tức là cute và đáng yêu. Đây là một con bài bất tử nha các bạn. Mình sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu về lá bài đó. Thiên sứ sống sinh ở Việt Nam dịch là thiên sứ sống sinh. Lá bài hay là bài này mình không biết nha. Còn đây thì đó là con bài rung đen mắt đỏ. Rung đen mắt đỏ. Và đây là những lá bài skin đã được xuất hiện tại Việt Nam. Như vậy là vừa rồi mình đã review với các bạn những loại skin và avatar được ra mắt tại server Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ xem những lá bài mới nhất nhá, để có cái nhìn khái quát nhất. Chúng ta hãy vào thư viện. Kẻ xuống dưới cùng là những lá bài mới nhất nha các bạn. Sau khi ra những lá bài mới nhất của những vật Pegasus thì đây là những lá bài mới nhất hiện tại ở server Trung Quốc, cũng là những lá bài mới nhất của game Yu-Gi-Oh hàng năm. Những lá bài mà gửi cho chúng ta đó là
về một Hàn Quốc hay là Nhật Bản cổ xưa. Các bạn hãy chú ý đến màu sắc của lá bài nhá. Đây không phải là màu sắc của những lá bài mà chúng ta đã thấy. Chúng ta sẽ cùng xem những lá bài nhá. Đây là những lá bài mà chúng ta có thể mua được bằng God. Như các bạn thấy đi, thì Hồ Demon nó chỉ bán giá 15k God. Địa đế cũng 15k God. Đây là một con bài mà hiện tại rất được nhiều anh em tại Việt Nam chúng ta săn đón. Chuẩn bị tổng hợp một con bài mà đã được rất nhiều người săn đón. Còn đây là con bài đảo chuyển âm dương, đảo chuyển thế giới, một con bài mà tạo nên sự thú vị của video trong vòng một tinh rút hết 40 lá bài. Đây là những lá bài tăng sức mạnh. Ở những gói bài này là những lá bài mới nhất được ra mắt hiện tại, thưa các bạn. Các bạn có thấy màu sắc của nó rất đặc biệt không? Nó hâm màu xanh lam nhá. Đây là những gói bài khủng long. Đây chính là những lá bài mới nhất thưa các bạn. Một lá bài rất nguy hiểm vì kỹ năng của nó rất dài. Các bạn có thấy là bài này rất quen thuộc không? Nếu như các bạn đã từng gặp Huyền Vũ chơi thì chắc chắn các bạn sẽ biết về là bài này. Hiện tại thì mình không nhớ tên nha. Đây là con bài tạo nên lá bài bên này. Như vậy là vừa rồi thì mình đã review với các bạn những loại skin mới nhất tại server Trung Quốc cũng như những lá bài mới nhất được ra mắt. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha. Nếu như các bạn thấy video này thú vị và hấp dẫn thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.